Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12, Sài Gòn FC vẫn đứng đầu với 23 điểm, nhưng đội bóng này chỉ còn hơn Viettel đúng 1 điểm. Đứng thứ 3 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 20 điểm, thứ 4 là Than Quảng Ninh 20 điểm. Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC đứng thứ 5 với 19 điểm. Các vị trí tiếp theo là Bình Dương, Hoàng Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và cuối cùng là Quảng Nam.